Dạ chào quý vị, lại quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cản. Hôm nay thì Học cũng gửi đến cho quý vị thêm mẫu xe Ventura. Xe này được sản xuất vào năm 2018 và đi được 57.000 cây. Mang biển số tỉnh, có giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tăng Cản là 705 triệu đồng và giá còn thương lượng nha quý vị. Thì để sau đây Học xin mời cô chú anh chị cùng Học đánh giá qua chi tiết cái sản phẩm này. Đã xong gói Maruguri thì chất lượng nó còn đẹp được như thế nào nha quý vị. Xin mời ạ. Rồi Học xin mời quý vị cùng Học xem qua phần đầu xe, cụm đèn pha và ga lăng, những chi tiết đắt tiền nhất phần ngoại thất. Đó quý vị. Innova 2018 đây quý vị. Cụm đèn ha. Ga lăng. Bên Học cam kết cho cô chú anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không tua km. Đồng thời có gấp giấy chứng nhận cho cô chú anh chị bảo đảm chất lượng của Toyota. Bảo hành cho cô chú anh chị 20.000 cây và 1 năm, động cơ và hộp số, những chi tiết chuyển động quan trọng. Rồi khi Học lia máy ở nhiều góc, mong cô chú anh chị cùng Học đánh giá qua những cái phần dập nổi nha. Đó. Cô chú anh chị nhìn capo nè. Cái vè cũng vậy, cái vè nó cũng có cái phần dập nổi. Và capo cũng vậy. Cái ba đợt sóc trước cũng vậy. Khi mà Học di chuyển cô chú anh chị nhớ kỹ, Học sẽ đi vào tiến vào gần để cho cô chú anh chị coi cận, và Học sẽ lui ra xa để cho cô chú anh chị ha. Đó, nên là cô chú anh chị cùng Học đánh giá về bề mặt nước sơn trước, rồi chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt vào keo chỉ, nội thất, khoang động cơ. Đó, để Học đi từ từ ha quý vị. Đó, body kit dọc theo xe, phía trước và phía sau mặt ca lăng. Ventura cũng là một cái dòng xe 8 chỗ rộng rãi, hầu như là phân khúc thì Ventura cũng có top về rộng rãi. Còn đối với những sản phẩm Innova này thì cô chú anh chị cũng đã thừa biết rồi, độ bền nó rất là cao. Đó, chúng ta sử dụng với việc bảo dưỡng thay nhớt rồi chúng ta đi thôi, không có lo quá nhiều việc về những cái việc mà phải chăm sóc cái sản phẩm của mình đang sử dụng như thế nào. Nó cũng rất là dễ sử dụng nha quý vị. Fortuner, Innova, những cái dòng xe Toyota bây giờ ở thị trường Việt Nam nó có rất là nhiều và phụ tùng cũng rất là nhiều, nên là cô chú anh chị cũng rất là dễ sửa chữa và bảo dưỡng. Và những chiếc xe này cũng là một trong những chiếc xe mà giữ giá nhất ở thị trường Việt Nam các bạn. Innova, Fortuner rồi. Xe này đã có trang bị cho mình đầu DVD rồi, phim cách nhiệt rồi. Cô chú anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Rồi mời cô chú anh chị cùng Học đánh giá qua phần keo chỉ, nội thất của xe. Đó, nắp capo. Rồi mời quý vị cùng đánh giá qua phần nội thất Ventura 2018. Ventura thì trang bị cho mình ốp gỗ về nội thất các quý vị. Có nhấn nhá một vài chi tiết ốp gỗ, bản G thì sẽ không có. Tới cuối 2018 bản G nó mới có những cái ốp gỗ này. Xe này thì sử dụng đầu Android. Nội thất nó còn rất đẹp nhớ vậy. Túp lô này. Mình nhìn vô lăng này. Vô lăng thì full da. Màn hình hiển thị thông tin, điều khiển đàm thoại trên tay. Chúng ta coi những cái phần ở bên dưới ha. Đó, heo cái chưa mở quý vị. Chủ lái à, dấu son còn nguyên nguyên ha. Hộp nấu. Đấy quý vị thấy không? Phần ghế. Cô chú anh chị đi mua xe nhớ mở xuống đây coi giúp Học ha. Ví dụ như cô chú anh chị không mua những sản phẩm ở Toyota mà mình mua của người quen cũng nên chịu cực một xíu, ló xuống, nếu mà nó chặt quá cô chú anh chị lấy điện thoại quay lại rồi mình coi. Mời cô chú anh chị cùng đánh giá vào bằng keo chỉ. Tuppy. Rất là đẹp nha quý vị. Rồi tiếp tục keo chỉ cửa sau bên phụ. Rồi chúng ta cùng vào khoang nội thất, hàng ghế thứ hai,
Xe này thì giữ ghế zin màu đen, ghế nỉ màu đen nhé các bạn. Và Ventura thì chúng ta sẽ trang bị cho mình cái bàn làm việc trọng lượng tối đa là 10 kg. Đối với phần chặn xe của Innova Ventura thì chúng ta sẽ có những cái đèn trang trí ha. Những cái đèn trang trí và hệ thống lạnh đều là tự động phía trước và phía sau. Hai dàn lạnh nha quý vị. Rồi, chúng ta cùng kiểm tra keo chỉ cốp ha. Tại học mùa dịch này cô chú anh chị khó đi tới lui nên học quay keo chỉ cho cô chú anh chị luôn để cô chú anh chị giải quyết định thôi. Nói chung xe của cô chú anh chị mua xe ô tô cũ mà chính hãng thì chúng ta cũng hầu như là những cái vấn đề lớn thì mình sẽ tránh được những trường hợp đó triệt để, đông đụng ngập nước và những chiếc xe giấy tờ không minh bạch rõ ràng. Chiếc xe này là một chiếc xe phải gọi là có, nếu mà dòng xe Innova các bạn, chúng ta có gia đình mà hai thế hệ chúng ta đi rất là sướng. Nó rộng rãi, đi được 8 người. Đó mà nó không có bị ngọt cho hai người ngồi phía sau. Còn về ví dụ như chúng ta đi 5 người á thì chúng ta sẽ có một cái khoang chứa đồ ở phía sau nó cực kỳ rộng. Còn ghế nỉ thì cũng còn rất là mới các bạn. Nhưng mà học viên nếu cô chú anh chị nào mua thì bên Toyota Tân Cảng đó cũng có lắp ghế da, cô chú anh chị trong lúc thương lượng thì chúng ta lên luôn ghế da ha. Còn cái phần ghế phía trước đây vậy, không tiện đây quay luôn. Lên ghế da để cho nó vệ sinh hơn đó quý vị. Phần keo chỉ ở đây coi cái này. Keo chỉ phía cửa trước phải. Lô tấp bì xe này 2018 nó cũng còn rất là mới rồi vậy. Rồi, học xin mời quý vị ra kiểm tra phần động cơ. Động cơ thì không khác gì động cơ mới cả, vì bên Toyota đã sử dụng gói dịch vụ làm sạch của Maruguri. Xe dấu son còn hết nha quý vị, cam kết là động cơ hộp số và tất cả những cái phần ở đây là cam kết với quý vị là chưa đụng tới một con ốc nào hết nha quý vị. Két nước nè, đèn còi nè, nói chung là phần nguyên zin hết. Dynamo, ống nước nè. Để cả cái ống thấp áp của cái ống lạnh này cũng chưa có mở cái nắp kia ra luôn, chưa một lần sạc ga nào cả quý vị. Rồi, mời quý vị cùng kiểm tra ốc keo. ABS dạ vâng, thì học sinh nhắc lại đây là sản phẩm Ventura 2018 đi được 57.000 cây, có giá bán niêm yết tại Toyota Tân Cảng là 705 triệu đồng. Xe có thương lượng cho quý cô chú anh chị nào đến xem xe trực tiếp nha cô chú anh chị. Bên học còn là rất là nhiều xe Innova, Innova G, Innova E 2018, 2015, 2016, 2019 đó. Đây là Innova E 2019 nè, cô chú anh chị nào đang có nhu cầu thì gọi cho học, hoặc là cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mua xe mới cũng nên gọi cho học để học tư vấn, để cho cô chú anh chị biết trước những cái quy trình mà mình mua xe, coi giá cả hiện tại thì bên học có làm tốt hơn đại lý khác hay không. Học hứa sẽ là làm cho cô chú anh chị với giá tốt nhất kể cả xe mới và xe cũ. Cô chú anh chị nào có nhu cầu đổi xe từ xe cũ qua xe mới cũng hãy liên hệ cho học nha cô chú anh chị. Ở bên học có bán xe mới thì kho xe mới của bên học đang đậu, đang chuẩn bị giao hai chiếc Fortuner này.
và nó xe mới đậu đó. Còn ở trên lầu 3 nó học cũng hay quay ở trên đó đó. Còn với anh chị nào có nhu cầu mua xe cũ, mua xe mới hoặc đổi xe cũ lấy xe mới, hãy gọi cho Học, ủng hộ Học. Và Học cũng rất là vui, sẽ được tiếp tục phục vụ cho quý cô chú anh chị tìm được cho mình những cái sản phẩm mà hợp lý nhất ở thị trường. Học xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã cùng Học đánh giá qua sản phẩm này. Xin chào và xin hẹn gặp lại.